Vâng, chào mọi người. Có một số cô chú anh chị mà ở khu vực Đồng Nai này, Bình Dương này, Bình Phước này, với lại Tây Ninh ấy, có hỏi mình cái làm về cái vải hai đá này. Khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai mình thì làm cái này là rất là quen rồi. Còn những khu vực khác thì người ta hầu như là sợ rắn rết, người ta ít làm á, nên là có một số cô chú anh chị là chưa biết, nên là cũng gọi điện thoại Zalo với lại nhắn tin cho mình là hướng dẫn về cái vải hai đá. Đây thì cái vải của mình á, là vải đây là vải 60 vuông. Đây là cái vải 50-50, 50-70. Đây chiều dài của nó là 70, chiều dài ngắn của nó là chiều ngang của nó là 50. Thì cô chú sẽ dồn một cái bì đá ở đây. Và mình sẽ dồn như thế này, mà mình buộc như thế này đây. Đó, buộc như thế này. Và mình sẽ ở nhà, mình mang đi đến rẫy, mình rã từng cái một. Và mình dùng một là dùng loại đinh dù như thế này. À, một là loại dùng đinh dù như thế này, còn hai là mình dùng cái kim bấm để mình bấm vào cây. Dùng đinh dù như thế này thì nó tiện hơn, cái là mình làm nó nhanh hơn, nhưng mà khi mà mình rơi cái này ra dễ bị lủng lốp xe thôi. À, đây là đây thì mình làm như thế này rồi, thì mình ghim một cái gấp lại như thế này này. Đó, mình gấp lại như thế này để cho nó khỏi bị kéo giãn á, và gấp lại vuông thế này, và mình đốt cái đinh dù vào đây này. Khi mình tay mình rút ra này, mình gấp thế này rồi đúng không, đốt cái đinh dù vào đây. Đó, sau đó mình canh cái bát của mình như này, cái bát của mình đây đúng không, thì mình đặt ở đây đó, đặt ở ngay chỗ cái đuôi này này, và mình bấm lên trên đây song song với cái đường đây nhá, song song với cái đường gân cạo này đó. Mình chỉ cần nhấn nó vào thôi, ấn nó vào thôi đó, ấn nó vào một cái để ít nữa mình che, nó che được thế này. Còn cái đuôi bên đây, đuôi bên đây thì mình cũng làm một cái đinh dù nữa. Với mình làm như vậy xong rồi đúng không, mình đặt cái đó xong rồi thì mình làm cái đinh dù trước đây đó, mình cũng ghim lại, ghim lại và mình kéo xuống, kéo xuống cho nó có độ chéo này. Đó, mình đặt cái đây vô thế này rồi đúng không, là mình canh cái độ chéo của nó này. Đó, canh độ chéo của nó phòng ra đây. Còn cái đuôi này á, đó là mình ghim luôn vào đây thôi. Cái đuôi này một á là mình treo một cái bì đá nữa nha, một là mình treo cái bì đá nữa xuống đây. Đó, treo bì đá xuống đây để gió nó khỏi bay. Còn nếu không á, mình làm không quá thì mình chỉ cần buộc lại thế này thôi. Đây, mình chỉ cần cột lại thế này là nó che lại, là toàn bộ là nước, là bao mưa gió luôn. Đó, này ha. Rồi xong. Đó là khi mình đi chút ấy, thì mình chỉ cần lấy cái tay mình thắt ra này là mình chút thôi, còn khi mà cạo thì mình rút vào, thế là xong ha. Đó, như thế này mình nhân lên gấp ra cái này này, mình để ý cái đây này, cái đây đôi khi nếu mình lắp gấp ngược á thì nó sẽ vướng vào đây, nhưng mình gấp nó lặp ra thế này này. Đây là cái kinh nghiệm của mọi người ha. Đó, nhưng cô chú mà ở anh chị nào mà ở mình cái chỗ mà chưa làm quen á, thì mình làm tầm khoảng 50 cây á thì mình sẽ quen được thôi. Rồi, chúc cô chú anh chị thành công.